hồ chiếu là một ngôi ni tự thanh tịnh vắng vẻ và mới được xây cất lại sau nhiều năm mà sư bà trụ trì tại đây. Quý vị đang chứng kiến lễ tắm Phật trong buổi lễ Phật đản 2556 ngày hôm nay. Thưa quý khán thính giả, chúng tôi được hân hạnh phỏng vấn ni sư Thích Nữ Huệ Ân, là vị trụ trì của chùa Quán Âm Phổ Chiếu ở tại Maryland. Thưa ni sư, năm nay Phật đản có ý nghĩa gì đặc biệt hơn mọi năm khác không ạ? Lễ Phật đản thì hàng năm thì các Phật tử cũng đều tổ chức, nhưng mà đặc biệt năm nay là chúng tôi thiếu vắng hình bóng Phật tử Nguyên Chúa Giáo Hoàng. Ni sư có lời nào để gửi đến quý thính giả của Đài Châu Tự Do không ạ? Chúng tôi xin kính lời qua đài, chúng tôi xin được gửi lời thăm đến tất cả các đồng bào, đồng hương, và chúng ta là những người tha hương mà đã xây dựng cái ta đi đến đâu, coi rằng là người Việt đi đến đâu thì quê mình đi đến đâu, quê hương người ta ở đó. Đến đây chứ các Phật tử cũng rất là hết lòng ủng hộ để cho các thầy, các cô xây dựng chùa, cũng giống như là bên các vị, các tôn giáo khác thì ta xây dựng nhà tạ. Thì coi như mái chùa, người ta có thường nói là mái chùa là che chở hồn dân tộc, và coi như là giữ được những cái truyền thống, giữ được cái đạo đức của cha ông, và coi như là Phật giáo, những cái qua những cái lời dạy của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật suốt mấy ngàn năm vẫn được sáng ngời, và mong rằng tất cả các Phật tử hướng vào cái con lời dạy của Đức Phật, và tất cả các chư tăng hướng dẫn bây giờ đại biểu như Đức Lạt La Lạt Ma, các vị thấy qua đó thì qua các những vị cao tăng thạc đức đó để mình học và mình tiến tu và áp dụng cái giáo lý của Đức Phật vào đời sống để tìm được cái sự an lạc cho tâm hồn cũng như cho gia đình, và đem đến hạnh phúc đến cho gia đình và cho xã hội. Thưa quý vị, chúng tôi đang nói chuyện với một Phật tử mà đóng góp rất nhiều công quả cho chùa Phổ Chiếu Ni Viện ở tại Maryland. Như hồi nãy quý vị đã thấy hình ảnh vị Phật tử này trì tụng và đứng gõ mõ ở trong chánh điện. Thưa ông, vui lòng có thể giới thiệu. Tôi đến tiểu bang Maryland này từ bên New Jersey, thì cũng được cái duyên lành là biết được chùa ở đây trong khoảng thời gian cũng gần 10 năm. Thì cũng may mắn là có một ngôi chùa Việt Nam mình ở trong khu vực Maryland này, thành ra Phật tử nói chung hoặc người Việt Nam mình, Phật tử nói riêng, người Việt Nam mình nói chung có một nơi nương tựa về tinh thần, đặc biệt hơn nữa là cho những người Phật tử như người con Phật. Thì cũng là một điều may mắn là trong thời gian gần đây thì chùa chúng tôi cũng có được một số quý vị Phật tử đóng góp để mà trang trải lại, chứ bình thường thì như quý vị thấy ở đây, đây là cái sân sau của chùa. Nhưng bình thường thì chùa tổ chức các ngày đại lễ ở sân sau này, tại vì lúc trước chùa còn rất là nhỏ. Thành ra thì đó cũng là một cái duyên may, đó là cái may mắn chung cho cộng đồng Việt Nam ở đây, cũng như là Phật tử ở tại Maryland, cũng như Pennsylvania hay là Virginia. Thì đến đây được tìm lại những cái ấm áp về tinh thần của người Việt Nam mình. Ngoài các phong tục, ngoài ra còn có những buổi lễ đặc biệt về tôn giáo của mình nữa. Thưa ông, có nhận xét như thế nào về không khí sinh hoạt của đồng bào Phật tử ở quanh khu vực bên Maryland này ạ? Người Việt Nam mình thì cho dù bất kỳ là ở một tôn giáo nào thì cũng có lúc muốn hướng về với cái tâm linh của mình. Nhưng vì cái điều kiện sinh hoạt ở bên nước Mỹ này, thành ra nói chung là các cái sinh hoạt về tôn giáo, kể cả Phật giáo cũng như là các tôn giáo khác, tôi nghĩ như vậy, là bình thường là mình tập trung vào ngày cuối tuần là chính. Còn những ngày đại lễ cũng vậy, ni sư ở chùa cũng cố gắng sắp xếp để mà tổ chức. Như hôm nay lễ Phật đản đây thì tổ chức một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi chiều, để cho quý vị Phật tử nào phải đi làm ngày cuối tuần thì có thể có thời gian buổi chiều để mà đến chùa lễ Phật trong ngày Phật đản này. Để nói chung về cái sinh hoạt của Phật tử ở đây thì nói chung rất là tốt. Ai cũng có một cái tâm đạo rất là cao, nhưng vì cái điều kiện sinh sống thành ra đôi khi cũng phải giới hạn lại một chút. Thưa ông, những khóa tu tập ở đây có được nhiều người tham dự không thưa ông? Trung bình khoảng từ 10 tới 30 người, tùy theo mỗi cái khóa tu như thế nào. Thì chẳng hạn như những buổi thập bát quan trai, tức là một buổi tập tu 24 tiếng đồng hồ, thì cũng có một số lớn Phật tử tham gia. Mình theo trong Phật giáo thì đó là những buổi thập bát quan trai, tức là những cái hình thức để mình tập tu như các cái vị xuất gia. Thành ra là có quý thầy hoặc là có quý ni hướng dẫn trên đường tu tập, rồi giảng pháp, rồi tụng kinh, rồi ngồi thiền, rồi niệm Phật. Nói chung là
Những cái chương trình như vậy thì cũng được rất nhiều người tham gia, nhưng mà cũng như nói vừa rồi đó là nó tùy theo cái thời gian và công việc làm. Mình ai cũng muốn đi nhưng mà đôi khi công việc làm nó cũng phải làm cái sự trở ngại nhất trong đó. Quý vị vừa nghe phóng sự về ngày lễ Phật đản 2556 ở tại chùa Quán Âm Phổ Chiếu ở bên Maryland. Kính chào quý vị.